chưa? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chưa? Rồi thấy đi. Trời ơi. Ơi, nước miếng đâu vô gấp ra rồi. Rồi, nước miếng gấp ra rồi. Rồi. Chắp tay lại ước, chắp tay lại ước đi. Rồi. Ước gì? Rồi. Ước gì vậy? Bí mật, bí mật. Ước gì chứng nữa. Bí mật. Rồi Út Điền không biết làm gì hả Út Điền? Rồi. Tốt xế. Ủa, tiếng nhạc mình nó ngắt quá. Mẹ con. Ủa, nó có mắt rồi nè. Dặn gì đâu. Ủa, nhớ có nhiều nào không? Bữa dặn nhẹ nhẹ mà nó tính dữ. Kiều nè nè cái bánh nè. Tiếp sau sự thật là con ơi con cái chỗ này phía sau. Ủa cái này là cái này mới chẳng mà. Ừ. Phía sau sự thật là đây nè. Phía sau chứ không là đây. Đằng sau nè. Bây giờ mới nè. Chết ta luôn mẹ. Con này cái này đi học lộn lộn vậy. Bắn một cái. Cái bánh kem nè. Rồi. Đánh hết kìa. Nè, vô. Vô. Nè, kim con, lộn vô kim con. Vô. Lộn bỏ vô. Đúng rồi, tới giờ. Vô lại. Bỏ rồi chị dính rồi. 1, 2, 3, tắt, bóp. Rồi, đây nha lên. Tiếp. Ôi, lầy. Thôi, ăn cơm. Chào tất cả các bạn đến trở lại kênh của Phòng Tâm Channel ha. Thì hôm nay mình có làm cái tiệc sinh nhật nho nhỏ cho con gái của mình. Đây là Tuệ Nhi. Rồi, bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng tham gia cái buổi sinh nhật này cùng với cái món lẩu của bà Tám này các bạn. Rồi, ông nội với ông nội 10 với Mốt vô. Con này thôi chổng luôn. Đây, đây, đây. Một, hai, ba, vô. Mà tụt không? Vô. Nào tôi đi uống nha. Sao mà mình ngồi sai dữ vậy? Có té một thau cái đầu nữa. Ừ. Uống một thau thôi nha. Chẳng là nhấn thau đi. Ghê gai. Đi, tụt nè. Chàng được rồi. Để đây thôi. Vũ ơi, đúng rồi. Ờ, để đây thầm ơn. Rồi, đây, mình mời tất cả các bạn con tôm các bạn ơi. Bằng chìm miếng nha. Nha ức. Nói qua đi, bà nói lúc qua để hủy lên hai lúc. À, dứt rồi, đặt cho mấy tay cho đi. Bởi vì bỏ được. Kim con phút qua mẹ thịt vô miếng này. Rồi dán này hai mất vừa. Rồi đi thịt vô miếng luôn. Thịt vô con. Vô đây. Người ta đi lại, người ta đi nữa. Đi nữa. Ừ đi nữa. Đây mời các bạn con đâu. Đi mời hỏi về nhà bà sĩ. Đi ra ông ra ngay chỗ bà bàn đó. Thì sẽ lên. Lên cái tới ngã bà này. Chạy heo đó dễ đẹp đó. Thôi bà ra. Con phải chạy heo cà bá đó. Múc qua quận xe đổ rồi ấy, rồi vô.
À, nay sinh nhật mời cả nhà con tôm nha. Ngon quá cả nhà ơi. Quá tuyệt vời cả nhà. Mời cả nhà ăn bịch tuột nha. Mời cả nhà cùng cơm với mình nha. Rồi, mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.